Tình huống nguy hiểm, đánh đầu. Rất mạnh. Quả tạt vào rất dẻo. Bôn pha dứt điểm hiểm hóc. Tình huống diễn ra rất nguy hiểm. Lại là một hành đầu rất mạnh. Afghanistan đã điều phải trổ tài. Chúng ta cùng xem lần nữa. Pha đánh đầu rất mạnh vào đúng góc chết. Hết sức nguy hiểm. Đã xảy ra một tình huống va chạm. Tuấn Mạnh với Farudin. Thắng ở Phnom Penh 2-1. Và Tuấn Mạnh quá hay của Tuấn Mạnh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Rất vất vả và rất biết tận dụng lợi thế. Chúng ta xem lần nữa pha treo bóng của Milad Salem. Pha va chạm với. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Vết đau ở lưng. Hỏi về sự thắc mắc ai sẽ là người thế chỗ cho Văn Lâm. Bắt chính trong các trận gặp Afghanistan và Campuchia. Người thế chỗ cho Đặng Văn Lâm của anh Đức. Pha bóng mà cả anh Đức và người phía sau anh là Công Phượng đều có rất nhiều khoảng trống. Bóng đã được phá ra ngoài. Những nỗ lực liên tiếp của đội chủ nhà. Chúng ta có lợi thế lớn hơn. Rất nhịp nhàng. Tiếp tục là các thủ do đàn và lần này lại là số 7 Abu Amar Lâm. Một pha phối hợp tấn công trung lộ thành công hiếm hoi của đội Jordan. Tất cả các sẽ tiếp tục có thể thi đấu được. Với những phản xạ trong hiệp 2 của Tuấn Mạnh, các đồng đội của anh ở phía trên sẽ an tâm hơn rất nhiều. Abu Amara tiếp tục lại là pha xử lý từ xa đến từ số 7. Tiếp tục là quả tạt từ Thanji đánh đầu. Phản xạ xuất thần của Tuấn Mạnh. Đã có nhất 3 tình huống cứu thua được Tuấn Mạnh thực hiện. Bóng đi đập đất với một quỹ đạo.